Phương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa do Bệnh viện Orancos Memorial bảo trợ xin mến chào quý vị và các bạn. Chương trình này đến quý vị mỗi chiều thứ năm từ 4 giờ chiều nhưng nhiều khi cũng chiếu lại trong những giờ khác như sáng thứ hai. Quý vị cứ đón xem, chắc chắn là thứ năm là sẽ có chương trình này. Và hôm nay Hương Thơ được hân hạnh đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Trần Anh Thư chuyên về sức khỏe gia đình. Và Hương Thơ mến chào bác sĩ Thư, hôm nay bác sĩ nhìn xinh quá. Dạ xin thân ái chào chị Hương Thơ, xin kính chào toàn quý vị đang theo dõi chương trình. Thanh kêu chị Hương Thơ đã có lời khen. Hương Thơ rất là mừng, ngay ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4 thì bệnh viện con số coronavirus còn là zero, là không còn bệnh nhân COVID nữa. Dạ. Thì cái điều đó là nói lên sự hiệu nghiệm của chích ngừa phòng bác sĩ. Dạ, dạ. Vâng, thì hy vọng quý vị nào chưa được chích mà được chích thì phải đi chích ngay nha quý vị. Tại vì chúng ta nghe nói bác sĩ nói là mùng mấy thì mình sẽ trở lại bình thường. Theo ký cái like, theo hướng dẫn của CDC thì đến tháng 4 ngày 15 thì tất cả quý vị nào trên 16 tuổi không cần có những cái bệnh nền đều được chích ngừa COVID vaccine 19. Yeah. Mà nghe đó thống đốc California là nói tháng 6 sẽ mở lại bình thường. Dạ, cái đó cái plan của thống đốc California thì nếu mọi người đều được vaccine hết thì cái trường hợp những cái số ca nhiễm mà giảm xuống như ngày hôm nay mình không có cái khi nào ở bệnh viện Golden Coast thì hy vọng là đến tháng 6 mình sẽ trở lại sinh hoạt bình thường. Vâng, với có những cái restriction. Quý vị nào muốn mình có sinh hoạt trở lại bình thường có thể không phải 100% như cũ thì quý vị chưa chích phải đi chích đi. Mình càng nhiều người chích thì cái ngày đó là có thể thực hiện và sớm hơn và có thể xảy ra cho chúng ta. Và thưa quý vị, hôm nay bác sĩ và Hương Thơ sẽ nói về một cái bệnh mà Hương Thơ đã từng nhiều lần thông báo quý vị về một cái chương trình ở bệnh viện Oracle có một phương pháp chữa trị về cái chứng bệnh run tay. Nhưng trước khi nói về chi tiết về bệnh run tay thì Hương Thơ muốn nói về cái Parkinson là cái bệnh cũng có thể gây ra cái chứng run tay. Thì thưa bác sĩ, trước hết thì các chứng bệnh mà liên quan đến rối loạn cử động á thì gồm có những cái bệnh gì, trong đó có Parkinson phải không ạ? Dạ, thì mình nói về đề tài những chứng rối loạn về run tay hay là những chứng rối loạn thần kinh thì nó hơi rộng, thì hôm nay mình sẽ nói về cái đề tài là chỉ hội chứng rối loạn về rung hay là gọi là tremor. Thì chị như chị Hương Thơ đã vừa nhắc là bệnh Parkinson tuy nhiên là những là một trong những bệnh nguyên nhân mà gây ra cái rối loạn về hội chứng rung. Thì tại vì mình nói rung thì nó có rung tay rồi chân rồi những cái phần khác của cơ thể, nhưng mà thường mình gặp nó là rung tay nhiều hơn. Nhưng mà thành ra cái tên của cái bệnh nó gọi là tremor hay là hội chứng rung, trong đó Parkinson là một trong những nguyên nhân gây ra rung. Vâng, thưa bác sĩ, cũng như cái run tay làm cho mình những cái sinh hoạt bình thường như là mình cầm tách trà, mình xâu kim hay mình làm cái gì nó cứ run làm nên mình không thực hiện được những cái điều nhỏ nhặt nhất. Yeah. Nên đôi khi nó làm mình rất là khó chịu và không thoải mái. Yeah. Thì một lát nữa đây chúng tôi sẽ nói về những cái biến chứng nếu mà không chữa trị nó sẽ như thế nào. Thì vậy bác sĩ có thể giải thích là Parkinson là bệnh gì trước khi mình nói sâu hơn là cái vấn đề. Dạ, trả lời câu hỏi của chị Hương Thơ một cách ngắn gọn thì bệnh Parkinson là một trong những do cái hệ thống thần kinh nó bị thoái hóa, thì nó làm cho bệnh nhân bị rung. Thì đó là vẫn chưa hiểu rõ được nguyên nhân tại sao cái gì nó làm gây ra được. Chỉ biết đó nó là một cái bệnh thoái hóa về thần kinh, bệnh nhân sẽ có những biểu hiện có thể sớm hoặc là trễ, bắt đầu bằng những triệu chứng rung. Thường thường người ta nói là cái address, tức là khi mà mình không có di chuyển gì hết mà rung, hoặc rồi bắt đầu rồi những cái tư thế nó sẽ bị chậm đi, rồi cái căng thân bằng của mình sẽ bị mất. Thì đó là những cái bệnh sẽ đi đến cái bệnh gọi là Parkinson. Thì cái đó là chứng bệnh Parkinson. Để chẩn đoán bệnh Parkinson hay là chỉ là một trong những cái bệnh chứng hội chứng rung khác thì cần phải có bác sĩ chẩn đoán. Nhiều khi sẽ dễ bị misdiagnosis, tức như là mình chẩn đoán không chính xác. Có thể mình chỉ nói là bệnh nhân rung do cái essential tremor, tuy nhiên là hội chứng rung mà không rõ lý do tại sao. Nhưng mà sau này bệnh nhân có thể trở thành bị bệnh Parkinson, hoặc là khi bệnh nhân có những cái triệu chứng rung mà hội chứng không như rung không rõ mà nặng quá thì nó cũng lẫn qua lẫn lại cái giữa hai cái hội chứng này. Thì cái chứng bệnh rung thì cái hội chứng không rõ nó rất là nhiều, nó rất là phổ biến. Parkinson cũng phổ biến, nhưng mà ngoài hai cái hội chứng mà hai cái bệnh đó mà phổ biến thì có những ngoài đó thì có nhiều cái nguyên nhân khác nữa. Có thể mình kể một vài cái nguyên nhân, ví dụ như những cái bệnh ví dụ như cường giáp, mình tăng hoạt động của tuyến giáp thì tay mình cũng sẽ bị rung.
rồi những người do những thuốc, một số quý vị mà uống thuốc, có một cái số thuốc đặc biệt là những thuốc kích thích có thể làm cho bị rung, thuốc về hoa xuyễn có thể bị rung, hoặc là có những bệnh nhân mà uống rượu nhiều mà bây giờ bị withdraw, tất nhiên là mình không uống rượu, mình cai rượu mà mình không có thuốc á, cũng sẽ bị rung. Rồi rung do những cái hội chứng khác, ví dụ như là mình bị lo lắng, hồi hộp, cũng sẽ bị rung. Hoặc là bất kỳ lý do nào khác, ví dụ như khi mình lên trên đám đông mình nói chuyện, hoặc là mình nói chuyện với đám đông mình cũng bị rung. Thì nó có rất là nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng mà mình hay thấy là bác sĩ nói hoặc là mình bị chứng rung không rõ lý do, hay là mình bị Parkinson, tại vì hai cái bệnh này thường rất là phổ biến. Thì nếu mà Parkinson thường thường mình nằm yên thì nó mới nó mới rung, còn nếu mà rung tay vì những cái lý do khác thì mình di chuyển thì mới rung, như là mình cầm tách ly tách thì mới rung tay, phải không? Thì đó là cái chả chị Hương Thơ nói, đó là mình phân loại cái rung là address, là nghỉ ngơi mà mình bị rung, hay là mình di chuyển movement mà mình bị rung. Thì cái Parkinson nó là khi mình nghỉ ngơi, ví dụ như mình để cái tay nhiều mà mình rung, nó kêu là rolling khỏi, tức như là cái tay mình nó cứ rung, là mình nghỉ ngơi mà nó cứ tự động rung, tức là tự ý lăn lăn tiền và cái và cái tự ý cái cơ mình nó rung, chứ phải là chủ ý, tức mình không có muốn cử động, không có muốn, nhưng mà tự động cơ thể mình nó biểu hiện bằng cách rung. Thì nó có thể những cái thường xuyên hoặc là có thể bất chợt. Okay. Thì cái đó là mình phân loại, là khi mà mình nghỉ ngơi là mình rung, hoặc là mình như chị Hương Thơ nói là mình bưng tách trà, hoặc là múc sữa hay là múc súp mình ăn, thì cái khi mà mình di chuyển á, thì là những cái di chuyển thì nó bắt đầu nó rung. Hay là mình có nhiều phụ nữ make up, họ khi mà họ kẻ chân phải, họ kẻ không được thì mà họ cầm cái gì đó, hoặc là mình viết mình không có kìm được, cái tay tự nhiên nó rung, thì đó là thuộc cái nhóm mình rung mà khi mà mình di chuyển. Còn cái rung mà nghỉ ngơi thì khi mà mình address thì mình để tay mình lên đùi, hoặc là mình vẫn để ngồi yên mà nó rung, thì đó thuộc về một chứng Parkinson, phải không ạ? Dạ, thuộc về chứng bệnh Parkinson. Thì nhiều khi như thầy nói là nó có thể lẫn lộn, nhiều khi đến mình chỉ bị chứng rung không rõ lý do nhưng mà nó nặng, mình cũng có thể để ý khi mà nghỉ ngơi nó cũng hay bị, hoặc là Parkinson mà mới giai đoạn đầu thì mình cũng có thể thấy những cái triệu chứng đó. Thì cái đó là cái chính để mà bác sĩ hỏi, để mình phân loại ra là bệnh nhân bị Parkinson hay là rung tay không rõ lý do những cái essential, tức là cái chứng bệnh mà không rất rõ tí tại sao. Vậy khi nào quý vị bị run tay thì quý vị phải ghi vào cái sổ nhật ký của mình, để mai mốt mà ra nói với bác sĩ thì mình biết là bác sĩ có thể giúp mà chẩn đoán cho chính xác. Dạ, thường thường nhiều khi một số quý vị cảm thấy hơi ngại ngùng, tại vì nhiều khi bị run không dám giấu. Nhiều khi đến xin bác sĩ không dám nói. Có nhiều bệnh nhân mình thấy là rõ ràng họ để chân yên gì đó mà cái chân họ run, khi mình để ý mình nhìn cái họ thụt lại liền. Dạ. Thì họ sợ là bị Parkinson, nhiều khi mặc cảm, nhiều khi xấu hổ, hoặc là họ sẽ withdraw, sẽ không có ra khỏi sinh hoạt xã hội, họ sợ cái rung đó, và thành ra nhiều khi họ không nói, họ không có, bệnh nhân không có than phiền với bác sĩ là mình bị rung, cho đến khi mà nhiều khi mình để ý mình hỏi thì bệnh nhân mới nói. Với lại tại vì cái bệnh nó có lúc không, nhiều khi đến khi mình bệnh nhân đến thì không có triệu chứng, họ quên thì họ không nói, rồi nó sẽ gây những khó khăn trong sinh hoạt, giống như chị Hương Thơ nói là viết sẽ không được rõ nữa. Thì những cái đó khi mà gặp bác sĩ mình nói thì bác sĩ sẽ hỏi bệnh kỹ là cái rung đó xảy ra lúc mà mình nghỉ ngơi hay là lúc mình hoạt động. Rồi bác sĩ sẽ những cái test để mà mình test để mình chẩn đoán cái bệnh rung là do lý do gì. Test thường thường là MRI á, bác sĩ chụp hình hay dạ sao? Thì mình dùng cái triệu chứng của bệnh nhân, mình test bằng những cái exam, ví dụ mình có thể cho bệnh nhân cái tay, ngón tay chỉ với lỗ mũi, khi mà bệnh nhân làm cái động tác mà chỉ là họ không có làm thẳng được mà họ sẽ đi ra khác, hoặc là test ở trong văn phòng bác sĩ, hoặc là mình cho họ vẽ một cái đường giống như đường dích sắt, họ sẽ vẽ không được, hay là mình cho họ viết
thì họ mình sẽ thấy được cái cử động đó, hoặc là mình ngồi yên, hoặc là có những khi mà mình cho bệnh nhân stretch cái tay thẳng ra, rồi mình sẽ thấy những cái final tremor, tức như là rung nhẹ. Rồi có những cái triệu chứng, ví dụ bệnh nhân chỉ bị bệnh cường giáp thôi, thì mình sẽ hỏi thêm có những cái triệu chứng ví dụ sụt cân, hồi hộp, rụng tóc, thì đó là những cái nguyên nhân mà mình có thể chữa cái nguyên nhân đó thì cái rung tay nó sẽ hết. Vậy thường thường run, họ run cả hai tay hay một tay nó sẽ? Dạ, thì cái run á, thì có thể xảy ra bất cứ cái bộ phận nào của cơ thể, có thể một bên hoặc là hai bên. Thường mình sẽ thấy là một bên trước rồi hai bên, thường cái tay mình để nhiều hơn, nhưng mà cũng có thể chân, cái đầu nữa chị. Có những triệu chứng nhiều người đó là yes no, lúc nào cái đầu cũng rung, cái là cái nó có cái tên nó gọi là yes no, là bệnh nhân rất là ngại chuyện đó, là cái lúc họ gật, lúc họ dạ cái đó tự nhiên lên. Họ không có phải yes, họ không gật đầu, nhưng mà tự động cái đầu của họ sẽ bị rung. Rồi tiếng nói, cái giọng nói nó cũng sẽ bị thay đổi. Dạ, thì cái đó là một trong nhiều lắm, chứ không phải là cái tay không chị. Dạ. Vâng, thì rối loạn cử động thì nó có thể từ tay, chân, mắt, miệng. Dạ. Cái facial expression nó cũng bị thay đổi, nó bị tác động. Dạ. Vâng. Vậy là khi mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ nói tiếp về những cái chữa trị làm sao mà đây là tin vui cho những người bị run tay mà uống thuốc hoài không hết. Thì mình cái biến chứng cái bệnh này nó không nguy hiểm, nhưng mà cái biến chứng nó có thể rất là nguy hiểm, phải không thưa bác sĩ? Dạ, thì cái thứ nhất là về cái bệnh mà run tay không rõ lý do thì càng ngày có thể càng nặng hơn, sẽ ảnh hưởng về cái sinh hoạt hàng ngày. Bệnh nhân có thể không ra khỏi sinh, không làm được những cái việc mình muốn làm. Nó không gây nguy hiểm, nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà sẽ có những cái biến chứng. Ví dụ bệnh nhân bị Parkinson thì về lâu về dài họ dễ bị té, rồi họ sẽ không cử động được, sẽ bị cứng, có những cái biến chứng. Rồi khi uống thuốc, có những cái tác dụng phụ của thuốc thì cần phải theo dõi rất là lâu dài. Nếu như mà mình mới bị chớm nhẹ, mình uống thuốc, có nhiều khi mình uống nhưng mà cái bệnh vẫn chưa rõ lý do tại sao. Hiện giờ các nhà nghiên cứu vẫn còn nghiên cứu tại sao mà mình bị cái chuyện hội chứng rung đó, để mà biết được lý do chính xác, thì hiện giờ vẫn còn đang nằm trong nghiên cứu. Thành ra thuốc chỉ là thuốc, hoặc là những cách chữa trị để tạm thời, sau khi mà mình chữa một thời gian có thể nó vẫn trở lại. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại, và sẽ trở lại với phần 2 với chương trình Câu chuyện Y khoa với bác sĩ Trần Anh Thư. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về hội chứng run tay. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.